con nghe nghe các sư giảng nhưng hôm qua con nghe mẹ con không thích lại bắt con tắt đi rồi con cúng dường cho đợt dân y con lên ngân hàng gửi vô tài khoản mẹ con biết vậy cũng lôi ra đi nói con là bày đặt thế này thế nọ như vậy có bị quả báo gì không sư À, vào thời Đức Phật ấy có một vị có một vị lạ lắm, lạ lắm. Là bị uh, liên tục bị người ta quăng xong. Tức là gì? À, khi mà bà mẹ sanh ra đó uh, thì bà mẹ thả trôi xong không có nuôi bởi vì như, hình như suy nhớ không làm là con của một kỹ nữ mà kỹ nữ thì con gái mới nuôi thôi, con trai không có nuôi. Uh, thả cho xong rồi khi người ta nhận á, khi được người uh, cái người người ta vớt lên là người ta nhận nhưng mà uh, cái bà vợ đó bà vợ của ông chồng không có thích cho nên là cũng thả cho xong thả cho xong uh, bị con cá nó nuốt con cá chắc con cá nó lớn nó nuốt uh, nhưng mà rồi bị người ta vớt lên bị người ta người chài cá đó bắt con cá đó lên rồi khi mổ bụng con cá ra đó thì lại thấy cái đứa bé trong đó thì lại nuôi mà cái lý do mà cái đứa bé nó bị quăng xong liên tục như vậy mà không chỉ kiếp này mà trong cả những kiếp trước à, là bởi vì à, khi mà một vị tỳ kheo á à, đang à, đi nhận À, những cái phần mà cư sĩ cúng dường để xây bảo tháp xá lợi đó thì trong cái kiếp trước á cái lúc đó là anh này là một cái một người đàn ông là một cái anh chồng hai vợ chồng thì anh chồng á anh nói là quăng quăng phật quăng ông phật mấy ông xuống sông đi ông, ông đang giận vợ đang giận vợ đang cãi lộn gặp ông sư tới ông bực mình của ông nói quăng ông Phật của mấy ông xuống sông đi, bây giờ hết hồn mà nói anh có giận anh đánh em, anh cứ đánh em nha, anh đánh làm sao em cũng không nói năng tiếng nào hết, anh được cái đụng Đức thế tôn, nha không có nên à, và anh chồng khi mà anh nghe anh hối hận và ổng xâm hối bằng cách là ổng đem vàng á ổng đem vàng lên để ổng cúng giường bảo tháp xá lợi và ổng nói mấy đứa con á mấy con có ai mà hùng với hùng phước với cha hay không trong mấy đứa con á thì có một đứa nó hùng có một đứa nó hùng phước còn hai đứa kia thì nói cha làm sai thì cha đi cha xin lỗi với mắt mớ gì tới con mà chính bởi vì cái câu nói của ổng mặc dù sau đó là ổng sám hối rồi đó nha mà ổng còn bị quăng xong nha à... rồi đức thế tôn của mình ấy. đáng lẽ ra đó ngài chỉ cần tu khổ hạnh trong vòng có 6 ngày đủ rồi nhưng mà ngài phải tu khổ hạnh tới 6 năm nha bởi vì uh, trong cái kiếp trước ấy, khi mà nghe cái người bạn của mình ấy, rủ mình đi nghe pháp uh, ngài mới ngài mới nói khi đó ngài chỉ mới còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ thôi ngài chưa có giác ngộ ngài mới nói một cái câu khinh miệt nói là cái vị sa môn đậu trọc như vậy đó thì có cái gì để mà nghe thì khi mà buông cái lời bất kính như vậy đó thì lẽ ra trong cái kiếp chót ngài chỉ cần thực hành khổ hạnh 6 ngày là đủ rồi nhưng mà ngài phải làm cái 6 năm điều đó dẫn đến dẫn đến cái việc là ngài bị cái bệnh kiết lỵ nha và ngài bị đau lưng đấy à, cho nên là phải cẩn thận rồi trong ngạ quỷ sự tức là chú giải chuyện ngạ quỷ đó thì có một con ngạ quỷ có một con ngạ quỷ là khi nó thấy người ta làm phước cúng dường làm phước cúng dường chính xác là nó là một bà mẹ một bà một bà mẹ chồng thấy đứa con dâu á thấy đứa con dâu đi làm phước cúng dường bà mắng chửi cô con dâu và và bà, bà ngăn cản cô con dâu và khi mà bà sanh làm cái loài ngạ quỷ đó và sau đó bà phải tái sanh làm cái loài ngạ quỷ phải uống ăn đồ dơ để mà sống ăn đồ dơ để đấy nhiều con như vậy lắm một số con con, con quỷ khác thì cũng bị cái nghiệp tương tự như vậy tức là khi thấy người ta làm phước À, khi thấy người ta làm phước nó cản nó cản à, thì nó nó tái sanh làm cái loài ngạo quỷ thì đây là trong ngạo quỷ sự ừ. à, thành thử cái chuyện của cô thì sư rất lấy làm tiếc là cái quả báo nó không hề nhẹ cái quả báo nó không hề nhẹ thì um, mình khéo thôi khéo thôi nếu mình chưa có duyên độ mẹ của mình thì mình khéo thôi À, thứ nhất là mình à, tại sao hồi nãy sư có có nói cái vụ mà ờ à, cái anh chồng à, cái ông ông cha đó Ông đi xăm hối á, mà mấy đứa con có đứa hùng phước có đứa không hùng phước là như thế này à, sau khi mà người cha người cha đi à, trong cái kiếp hiện tại đó thì à, khi mà người cha qua đời á khi người cha qua đời á À không khi người cha đi xuất gia khi người cha đi xuất gia thì để lại tài sản một cái đống vàng nó lạ một điều trong cái đống vàng đó, đó. cái đứa con út á đứa con út á nó chạm vào thì vàng vẫn cứ là vàng nhưng mà hai cái đứa con lớn á, mà chạm vào đó thì vàng nó biến thành than xài không được do hồi xưa đó là cái đứa con út là cái đứa mà hùng phước với cha đó để sám à, hối để sám hối à, cho nên nó được cái phước nó xài chung cái tài sản đó còn hai đứa kia đó nó không có hùng phước cho nên là nó không có xài chung nó không có xài được nhưng mà nhờ đó là con cùng một cha anh em trong một nhà cho nên là nó nương tựa nơi cái đứa em út á để xài ké tài sản thành thử thành thử À, khi mà quý vị làm phước mà mẹ mình không có làm phước á, thì à, cũng được nhưng mà đời sau á khi nào có mình có mình thì mẹ mình có thể lúc đó sẽ làm một cái vai trò khác ví dụ như vẫn là mẹ nhưng khi là bà là cô là gì là chú là bác hoặc có thể là anh chị có thể là con à, tùy trong dòng luân hồi ai biết được nhưng mà trong cái kiếp nào mà có mình ấy trong kiếp nào có mình ấy thì cái người mẹ trong kiếp hiện tại nè sẽ nương nhờ với mình và sẽ hưởng được hạnh phúc hưởng được tài sản hưởng được những cái điều tốt lành do cái phước mình đem lại thì mình sẽ phân cho mẹ của mình phân cho mẹ của mình ừ. còn đương nhiên khi mà không có mình ở cái bên thì bà mẹ sẽ không có hưởng được cái phước đó cho nên là cô vẫn nên tiếp tục làm phước nha. để khi mà cô còn ở bên cạnh mẹ của cô thì mẹ của cô sẽ hưởng ké được cái phước của cô à, còn bây giờ mà mình chưa có um, chưa có điều kiện để mà cải thiện được cái suy nghĩ của mẹ thì mình nên tránh tạo cái duyên để cho mẹ khó chịu ừ. rồi sau này đó mình sẽ có cơ hội thay đổi À, có nhiều người có nhiều người khi mà khi mà à, họ còn trẻ thì họ cũng không có ưa gì phật pháp à, nhưng mà khi mà họ già đó khi họ già thì họ lại thay đổi thái độ cho nên biết đâu thời gian thì à, mẹ của cô sẽ thay đổi nhưng mà thường á thì khi đó cô sẽ phải là cái người chủ trong gia đình tức là gì cái người như thời nay mình nói là cái người nắm kinh tế trong gia đình à, thì khi đó cô sẽ cái khả năng tác động của cô đến với mẹ cô sẽ tốt hơn sẽ tốt hơn à, và có hai chuyện một là mình ráng làm cái người chủ trong gia đình cái thứ hai là mình ráng chờ thời gian để thay đổi ừ. rồi chỉ như vậy thôi